Chào mừng các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Hôm nay là cái video thứ hai trong ngày, thì chúng ta nói về các cái vấn đề tin vắn. Chứ bây giờ nếu mà gộp vào với một cái video và nhắc về các mặt trận, bằng bản đồ thì chúng ta sẽ nó không có thời gian. Thì trước hết là chúng ta nói về cái chỗ mà tại sao mà Ukraine lại quan tâm cái chỗ Bakhmut này á. Thì Zelensky đã tuyên bố rằng giữ sẽ bằng mọi giá. Có thể là tuyên bố là cái mang tính động viên cho các binh sĩ của Ukraine thế nào, hoặc là cho phương Tây biết rằng là người Ukraine là rất là mạnh mẽ bất khuất, là có kháng cự chống trả cái quân xâm lược Nga, hoặc là như thế nào đó thì chúng tôi không biết, nhưng rõ ràng là cái Bakhmut nó quan trọng. Đấy, còn cũng có thể như chúng ta phân tích ở các video trước là có thể là hút cái người Nga vào đây để mà chuẩn bị tổng phản công ở nơi khác chẳng hạn. Thì chúng ta xem cái lý do mà tại sao mà người ta cố thủ tại Bakhmut. Thì cái ông Syrky là tư lệnh mặt đất ấy, ông nói là Bakhmut nó là trung tâm của các hàng phòng thủ của thành phố. Thì chúng ta phân tích xung quanh là Liman, Severodonetsk, Lysychansk, Solida, rồi dưới đây Adipka, rồi ở bên phía tây mình chiếm được đó là Kramatorsk hoặc là Slovenska, ví dụ đó. Thì thành Bakhmut là nằm ở trung tâm của liên phòng thủ các thành phố miền Đông. Đấy, theo ông Syrky ông nói là như vậy, cho nên chúng ta thấy nó cũng có lý. Và phòng thủ này nó được hỗ trợ bởi các nhà cao tầng và các dòng sông vây quanh. Chỗ Bakhmut là có 2-3 dòng sông luôn các bạn nha. Chủ yếu mà sông lớn nhất là sông Bakhmutkova ở phía đông đấy. Cái thứ ba nữa là cái thành phố này nó nằm trên một cái ngọn đồi và sông bao quanh. Và cái thứ tư nữa là nó đô thị rất khó nhằn, vì nếu mà vượt qua được cái thành phố này á là có nghĩa là Nga sẽ ảo ạt tấn công, là chiếm các cái vùng đất sau đó rất nhanh, bởi vì sau đó là các thảo nguyên mênh mông, là từ đó họ chiếm Kramatorsk và Slovyansk là rất là nhanh. Thì như chúng ta thấy lúc nãy là trong các cái video trước là cái Kromove đấy, này Kromove đấy là làng rồi. Là hết cái Kramatorsk mà cái gọi là khu đô thị mà hoành tráng nhất ở đây. Nó có thể đánh nhau, cũng gọi là đánh nhau bằng đô thị thôi, chứ còn là vấn đề khó thôi, chứ còn ở ngõ phố này ở trong tòa nhà kia nó khó, chứ còn khi mà đã giải quyết xong cái Bakhmut này rồi thì là Nga nó xin lỗi là nó làm gọi cái khu vực còn lại của Donetsk rất là nhanh. Chính vì thế trong sự kia ông nói rằng là cái Bakhmut này là phải cố thủ là thế. Và nó nằm trong cái vòng cung của Sloviansk, Kramatorsk, Bakhmut, Lysychansk, Severodonetsk. Và ông ta coi là cái khu vực Syrky này, khu vực Bakhmut này nó giống như là Stalingrad. Thì Stalingrad, các bạn học sử còn nhớ là hồi năm 41-42 đấy, sau khi phòng thủ, khi mà phát xít Đức tấn công Liên Xô mà ảo ạt, sau khi mà khu vực mà Saint Petersburg đã bị chiếm đóng luôn, Moscow rồi bắt đầu họ tiến về phía đông của Nga, thì đến cái dòng sông Volga đấy ở phía nam là nó có một cái thành phố nó gọi là Volgograd, tức là thành phố thôi, thì Volgograd là thành phố ven sông Volga. Thì Volgograd đấy là sau này là thành thành phố Stalingrad. Thì ông Stalin lúc đấy là ông nói chấn giữ phòng thủ cái chỗ này và cố thủ ở cái chỗ mà Stalingrad này. Đấy. Thế sau đó là cuối cùng là phòng thủ tốt, thành công. Còn người Nga người ta sản xuất vũ khí liên tục và tới ngày đêm như thế, là cuối cùng đủ vũ khí bắt đầu đánh coi như là phản công lại từ cái chỗ Stalingrad này và đẩy quân phát xít Đức qua bên kia sông của Volga về phía tây, và bắt đầu là từ trở đấy trở đi là coi như nó thành gần như là bước ngoặt của Thế chiến thứ hai, là quân Nga, quân Liên Xô đấy ào ạt tấn công và đánh đuổi quân Đức từ năm 42-43 và đến năm 44-45 thì là giải phóng. Năm 44 là giải phóng các nước Đông Âu, và ngày 30 tháng 4 thì giải phóng tất cả, và đến ngày 9 tháng 5 thì cắm lá cờ Liên Xô ở trên nhà quốc hội của Đức tại Berlin, là chấm dứt hoàn toàn chiến tranh thế giới thứ hai. Thì hiện nay Bakhmut người ta đang nói nó giống như Stalingrad, mà nếu mà cố thủ được, phòng thủ được và giải vây được và phản công được thì nó sẽ là bước ngoặt của cuộc chiến tại Ukraine. Chính vì những lý do đó cho nên là
các sếp lớn của bên Ukraine và rất là quan tâm đến vấn đề phòng thủ này, cho dù nó sắp hạ màn nhưng rõ ràng cho kể cả khi kết thúc thì nó vẫn đã hoàn thành cái sứ mệnh lịch sử của nó, tức là đã thu hút và làm tổn thất Nga tại đây rất nhiều, có thể nói gần một năm trời và tổn thất rất lớn ở đây, cứ nhì nhằng mãi ở đây thì nó cũng là một cái thành công. Thế bây giờ chúng ta đi vào điểm tin, một số cái điểm tin, có mấy cái điểm tin như thế này các bạn. Tổng thống Brazil là ông Lula da Silva, mà chúng ta hay nói là mà đi Trung Quốc về đấy, sau đó là về bên Brazil rồi, ông gặp ông Lavrov và ông đi họp New York ấy, thì ông trước khi đi họp thì ông có qua gặp Brazil và gặp tổng thống này. Thì ông tổng thống này ông có một cái tuyên bố nghe cũng rất lạ, bởi vì ông nằm trong khối BRICS, là năm cái nước mà hiện nay là đang đầu tàu để mà lập một trật tự mới đấy. Là Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi đấy. Thì ông phát ngôn ông bảo là ông lên án Nga, là coi như là cái cuộc chiến này, nhưng mà ông không có kêu gọi Nga rút quân, mà tức là ông này tức là không hiểu là ông nghĩ thế nào. Bây giờ nếu ông ủng hộ về cái sự gọi là xâm lược đi thì là cũng không được, tại vì ông đang support cho cái vấn đề là coi như là đa cực, chống lại cái sự đơn cực của Mỹ. Thì bây giờ nhưng mà ông ủng hộ thì ông không ủng hộ, nhưng mà ông lên án, nhưng mà là ông đồng ý là coi như Nga phải lấy lại cái vùng đất này. Đấy, cho nên là xem lại cái cội nguồn của cái cuộc chiến này thì các bạn, chứ mình không thể nói theo kiểu mình thích Nga thì mình nói Nga, mà bắt đầu thích Ukraine nói Ukraine giống như ông tổng thống Brazil này đâu, người ta đều có cái lý của người ta cả. Còn ông ngoại trưởng Anh hiện nay ông James Cleverly đấy, thì ông nói rằng là ông muốn hợp tác với Trung Quốc, thì không hiểu nào Anh với Mỹ là một thôi, thì bây giờ là tự nhiên Anh là muốn hợp tác với Trung Quốc, nhưng mà nó cũng có cái lý của nó, tuy là Anh với Mỹ là bản thân với nhau là hồi nào cũng giờ, tức là đời ông đời bà, thậm chí là tất cả các tổng thống của nước Mỹ, tất cả tổng thống nước Mỹ từ trước đến nay mà muốn làm được tổng thống đều có gốc gác từ các gia đình của bên Anh, tức là hoàng tộc quý tộc của bên Anh hết, và Pháp chủ yếu là Anh, cho nên là tổng thống nào của Mỹ mà lên là bao giờ cũng qua Anh, gọi như giống như là xin lỗi là Việt Nam mình, mà ông nào lên tổng bí thư hay là chủ tịch là thường là qua Trung Quốc, cái dạng như thế, nó có một cái liên hệ, nó có một cái lịch sử nó gắn bó với nhau. Thì ông Anh này là với Mỹ là một, gần như là Mỹ phải nói tiếng Anh thì các bạn biết rồi, nhưng mà có cái là ông Anh bây giờ lại đi qua Trung Quốc là muốn hợp tác với Trung Quốc. Thì nó có cái sự khác biệt giữa Anh và Mỹ ở cái chỗ là Anh đã từng ở Trung Quốc, ở Hồng Kông là 100 năm. Chính vì thế cho nên cái sự làm ăn của Anh, tức là về kinh tế, về tài chính thì có thể nói là rất là bền chặt. Có thể nói như vậy, cho nên là mặt khác là nếu muốn hợp tác với Trung Quốc thì rõ ràng cũng kiềm chế cái anh chàng này. Nhưng mà Trung Quốc thì các bạn biết rồi, cho dù ông nào đến đây cũng thế thôi, Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc, phải ủng hộ chính sách của Trung Quốc. Anh đã coi như phải trao trả cái Hồng Kông lại cho tôi rồi, thì ông biết rồi, nó là thuộc địa của ông, mà chẳng qua cái hồi đấy chúng tôi nghèo, chúng tôi đói, chúng tôi, chứ bây giờ ông ở đâu, ở đâu ông, bây giờ ông bảo ông giữa cái lòng trong Trung Quốc, ông bảo là đất của ông thì không được. Đấy, cho nên nó lấy được Anh rồi, lấy được Hồng Kông rồi, biết là đau đấy, nhưng mà nó cái gì nó đến, nó phải đến. Còn cái câu chuyện này là câu chuyện dài, nếu mà chúng ta có duyên chúng ta sẽ tâm sự sau. Cái câu chuyện này là giữa Đặng Tiểu Bình và bà Thatcher, tức là người đàn bà thép thủ tướng của Anh, và ông Đặng Tiểu Bình gọi là phó đặng, tức là người mà có thể nói kiến thiết cho ngày Trung Quốc ngày nay, nó biết dựa vào sức mạnh của nước ngoài, công nghệ, biết dựa vào kỹ thuật, biết dựa vào những cái mà người ta có thể lợi dụng được để người ta phát triển đất nước, thì điều đấy là rất tốt, nhưng lãnh thổ thì là không được thương lượng. Trung Quốc thì như vậy rồi, ông Trung Quốc ông lấy thêm thôi, Hoàng Sa Hoàng Chiếc ví dụ như ông lấy thêm, chứ còn bảo bây giờ ông bảo ông mất thì không có đâu. Mà trong khi này mình là Đài Loan toàn nói tiếng Trung Quốc, là người người Phúc Kiến, nói chính xác gọi tiếng Phúc Kiến. Trung Quốc thì người ta có ba cái thứ tiếng mà nó phổ biến nhất là tiếng Quan Thoại là tiếng phổ thông, tiếng Phúc Kiến là bên bên Đài Loan nói, và cái tiếng Quảng Đông thì là Hồng Kông nói, thì nó là của là Trung Quốc thôi.
Chúng ta nói tiếp, hiện nay thì các cái xe tăng của Anh Challenger thì đang hoành hành ở bên Ukraine rồi. Còn cái hiện nay cái thỏa thuận về ngũ cốc, tức là chở đưa ngũ cốc của Ukraine xuất khẩu ra ngoài qua cái biển Đen, thì hiện nay là ông Nga không cho nữa. Cho hai lần rồi, nhưng mà hai lần là ông toàn lợi dụng chở vũ khí rồi, và rồi thậm chí là bây giờ ông không chở vũ khí, nếu mà bây giờ tàu nào vào Nga nó kiểm tra hết không có vũ khí, nhưng mà lại lợi dụng cái sự mà đi lại qua lại đó thì bắt đầu lại xài UAV cảm tử, xuồng cảm tử, tức là SUV chứ không phải là UAV các bạn nhé. Là cái xuồng cảm tử hiện nay là ăn rồi, là cứ là phá cái chỗ mà Crimea, phá cái Sevastopol, nổ nọ nổ kia đủ thứ. Thì bây giờ Nga nói là khi nào mà giải phóng xong xuôi rồi là chúng tôi sẽ tiếp tục gia hạn cái ngũ cốc, chứ bây giờ là có áp lực đến kiểu gì thì cũng đến thế rồi, nhưng cho hai lần rồi mà bây giờ là cứ lợi dụng những cái đấy để mang vũ khí vào, rồi cái ngũ cốc trở ra thì trở cho các nước châu Âu, rồi các cảng châu Âu, rồi là chất vũ khí về chứ không có trở đi các nước châu Phi. Đấy, thì bây giờ đã khống chế được cái vấn đề này rồi thì là bắt đầu lại dùng cái đi lại đấy để cho UAV là các cái xuồng là nó chạy là đâm vào các cái tàu của Nga. Đấy, cho nên là bây giờ ông không cho. Hiện nay Liên Hợp Quốc đang họp đấy, nhưng mà cũng đang cãi nhau về chuyện này, nhưng mà chắc là khó rồi các bạn, thì cũng nói mãi mà không được thì rất là khó. Và Nga tuyên bố là có thể rút khỏi cái hiệp ước coi như là cái thỏa thuận mà tức là triển khai vũ khí tầm trung và tầm ngắn tại châu Âu, và nói chung luôn, tức là rút ra khỏi cái thỏa thuận đấy. Còn cái START tức là cái vũ khí chiến lược các bạn, cái đấy chủ yếu là Mỹ với Nga thôi, tức là hai ông kiểm soát nhau về cái vũ khí hạt nhân với nhau. Nhưng mà còn cái chiến thuật hạt nhân chiến thuật này thì nó chỉ có là tầm ngắn và tầm trung, tức là chỉ bắn được trong khu vực châu Âu với nhau 500-700 km thôi. Còn riêng Mỹ thì với ông Nga thì chơi, nếu chơi nhau là coi như hủy diệt thế giới rồi, thì bằng cái đạn đạo ICBM. Cái chuyện đấy là thì bây giờ là Nga là tuyên bố là cũng giải tán luôn cái ngắn và cái trung này. Và Nga, ông Medvedev nói rằng là Nga rất là kiên định, không nao núng một tí nào ấy về vấn đề có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, bởi vì cái đe dọa và cái uy hiếp nó rất là ghê gớm. Cho nên chúng ta thấy rằng là Mỹ là không có muốn Ukraine vào NATO đâu, bởi vì nếu vào NATO ấy, không, tức là trong tương lai gần này, bởi vì nếu mà vào NATO có nghĩa là đánh nhau với Nga luôn rồi. Đấy. Tức là Ukraine là một là thành viên của NATO thì tức là lại đụng vào cái gọi là điều khoản thứ năm đấy, là động vào một nước là tất cả là coi như động vào cả hệ thống là phải đánh. Cho nên nếu Ukraine vào bây giờ là không phải tốt, mà tất cả các nước nhỏ ở Đông Âu, Bắc Âu, Châu Âu là người ta muốn nó vào, hoặc là bị áp lực là muốn cho Ukraine vào. Nhưng mà Mỹ thì là ông lớn hơn, ông kẻ rồi, ông biết hết, vào có lợi hay không lợi trong thời điểm này là tính hết. Nhưng chúng ta biết là khả năng tháng 7 này tại Litva sẽ họp hội nghị thượng đỉnh, tức là các tổng thống này, thì ông Stoltenberg ông đã mời ông Zelensky đến rồi, và người ta nghĩ rằng là tại cái Vilnius sắp tới đây là không khéo là kết nạp. Đấy, mà nếu mà kết nạp vào tháng 7 thì không khéo là tình hình ở đây là xong hết rồi, thì chưa biết được, chúng ta cứ chờ xem. Và hiện nay Nga đã điều cái xe tăng là T-14 Arabata vào rồi nha các bạn nhé. Hiện nay là các cái gọi là siêu xe tăng của Mỹ, gọi là theo cái ông Mark Milley, tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ nói là đó là xe tăng là số 1 của thế giới đã vào, nhưng cũng đừng có nghĩ rằng nó sẽ thay đổi cuộc chiến. Thì bây giờ Nga cũng tung vào cái T-14 Arabata. Cái này thì rất hiện đại, cái T-90 là rất hiện đại rồi, nhưng mà cái này nó hiện đại hơn nhiều và nó có nhiều cái cải tiến, mà thậm chí bắn vào là còn không nổ cả. Nếu bắn vào những số vị trí nó không nổ, còn đúng cái chỗ của nó thì nó bị nổ. Thì cái T-90 thì hiện nay như các bạn biết là một cái chiếc xe tăng của Nga đã bị bắt coi như còn nguyên vẹn đấy, thì đã đưa sang Mỹ rồi để người ta mổ xẻ ra xem nó có những cái gì để người ta đối phó. Thì nó hiện nay đang nằm ở Arizona rồi. Nga hiện nay là sẽ quyết định là sẽ cấp hộ chiếu cho tất cả những người Ukraine muốn trở thành người Nga và muốn có hộ chiếu Nga. Thì cái điều này là để mà quản lý trong tương lai đấy, chứ sau này mà trong cái vùng mà sát nhập rồi là cứ là địch ta địch thì coi như với nhau này là cũng không biết đâu mà lần. Cho nên là hiện nay là
tuyên bố là sẽ cấp, mà rất nhiều người Ukraine bây giờ muốn trở thành người Nga. Và còn những người nào mà không muốn, một là anh ép anh phải trở thành là hộ chiếu Nga, hai là anh trục xuất anh ra chỗ khác. Bởi vì cái đất này là hầu hết là người ta nói tiếng Nga mà các bạn, mà cả cái Ukraine người ta cũng nói tiếng Nga hết, nhưng mà bây giờ bắt đầu mới cấm nói tiếng Nga thì chỉ còn, nhưng mà người ta vẫn là tiếng Nga là tiếng thông dụng nhất, giống như tiếng Kinh như thôi chứ không không thể nói theo cái tiếng khác được. Cho nên là những cái vấn đề này nó cũng là nhiều vấn đề lắm. Thì như chúng ta biết cái tình hình ở Sudan là hiện nay cũng rất là phức tạp. Hiện nay tình hình Sudan là có thể nói là các nhà ngoại giao đã rời khỏi hết rồi, và chiến sự càng ngày càng ác liệt, làm cho những coi như là 420 người đã bị thiệt mạng tại đây. Chúng ta biết là cái vừa rồi ông Lavrov mà đi qua Liên Quốc để họp thì là Mỹ là tức là Liên Quốc đấy, thì bởi vì là trong cái tháng này, tháng 5 này là Nga là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, Hội đồng Thường trực Bảo an, từ có 5 nước của luân phiên nhau. Thì bây giờ là người ta cứ đả phá, nhưng mà đả phá cái gì? Bây giờ ông là ông trong Hội đồng Thường trực rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ Mỹ bây giờ là không cho cái giới nhà báo vào. À, tức là cái báo chí và có đoàn tùy tùng là không cho cấp thị thực vào. Cho nên là ông Lavrov ông nói cả thế giới biết, bây giờ ông làm thay luôn cho coi như là các nhà báo, cho các đoàn tùy tùng, cho nên là ông rất là bận. Thì trong cái chuyến bay của ông qua đấy thì hiện nay là có 700.000 người theo dõi, như các bạn biết qua các cái thông tin chỗ mà Flyradar đấy, thì 700.000 người theo dõi là không phải là vừa các bạn nhé. Từ khi ông bay cho đến lúc mà đáp xuống New York, thì bây giờ ông tuyên bố luôn đấy, đây là cái nhân quyền của Mỹ này. Như chúng ta biết là cái Liên Hợp Quốc là đóng tại Mỹ, tại New York, nhưng mà cái kinh phí hiện nay của các nước Liên Hợp Quốc là tất cả các thành viên để đóng vào để mà nuôi sống cái Liên Hợp Quốc này. Nó có nó dưới nó có khoảng 200 cái hội đồng, rồi các cái tổ chức ví dụ UNESCO, rồi UNICEF, rồi các cái hội đồng như hội đồng nhân quyền, hội đồng đủ thứ trên đời ấy, thì là có như 200 cái như vậy. Thì nó nằm trong cái tòa nhà rất to ở New York thì các bạn biết rồi. Thì nhưng mà kinh phí của Mỹ thì đóng là nhiều nhất. Đấy, nhưng mà bây giờ nó đơn cực ở cái mức là coi như tôi thích cho ông vào thì ông vào, và ông không cho ông vào đây ngôi nhà chung, nhưng mà là của tôi, trên đất tôi. Cho nên là các cái nước khác là người ta cũng phải hiểu rằng là trước sau cũng đến mình thôi. Ông Trung Quốc mà nếu mà đánh nhau với Đài Loan là cũng không cho ông vào ông họp nữa, thì coi như là chúng ta thấy cái nhân quyền đây là bị vi phạm, tự do ngôn luận đây là bị vi phạm. Thì bây giờ ông Lavrov là một ông này ông rất giỏi, một nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, thì ông biết ông phải nói gì với thế giới rồi. Nhất là ông là bây giờ là cái người mà rất nhiều người theo dõi như thế này nữa, thì một tiếng nói của ông là còn gấp bao nhiêu lần cái nhà báo. Như chúng ta biết cái hồi mà Hiệp định Paris mà ông Lê Đức Thọ của Việt Nam với ông Kissinger là họp đấy, cái ngày 13 tháng 12, hai người là ngày 13 tháng 12 năm 1972, hai người bắt tay nhau ở Paris thôi, rồi về để coi như về tham vấn thêm của chính phủ. Vì ông Lê Đức Thọ mình là cố vấn của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, của cố vấn đặc biệt. Còn Kissinger là ông là cố vấn an ninh Nhà Trắng, nhưng mà cũng là cố vấn đặc biệt của Nixon, là của chính phủ Mỹ. Thì bây giờ khi mà bắt đầu nói một cái vấn đề gì nó đụng chạm đến các điều khoản hoặc là chuẩn bị ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình cho Việt Nam, thì phải về tham vấn với quốc gia mình. Thì với tinh thần là chuẩn bị ký Hiệp định Paris hòa bình. Thế thì ngày 13 tháng 12 ký cái thì ông Lê Đức Thọ về tới Việt Nam ngày 18 tháng 12, bắt đầu Mỹ bắt đầu là chiến dịch 12 ngày đêm bắn phá miền Bắc và đặc biệt Hà Nội, Hải Phòng và các thành phố khác. 12 ngày đêm, từ ngày 18 đến ngày 30. Thực tế là đến tối ngày 29 thì hết rồi. Thế là đến khi mà ông quay trở lại Hiệp định Paris thì ngày ký thì ký ngày 27, nhưng mà qua 27 tháng 1 năm 73. Nhưng khi mà ông qua tháng 1 là qua lại Paris, hai bên qua lại thì ông nói là coi như ông gọi là dối trá, là đê tiện, là hèn nhát, là coi như là lừa dối với ABC, nói chung là rất nặng. Chỉ xin lỗi là không có hỗn nữa thôi. Thế là đến khi mà ra giải lao thì ông Kissinger ông mới lại gần ông Lê Đức Thọ. Cái này là nếu mà các bạn tìm trong các cái video của tôi trước đây có một cái nói về cái này, tức là cái đấu trí người Do Thái và người Việt Nam, thì ông Kissinger là người Do Thái. Thế là ông ấy nói nhỏ với ông Lê Đức Thọ. Trước khi vào họp thì ông Lê Đức Thọ nói với ông phiên dịch của mình là ông cứ từ từ dịch, thông thả mà dịch thôi. Tất cả để cho người ta hiểu rõ những cái ý của tôi, bởi vì lần này hôm nay họp là tôi nói rất mạnh, rất là hăng đấy. Thế nên và ông nói là lừa đảo lừa dối, thì coi như là các ông đón tiếp hòa bình kiểu gì mà đón tiếp tôi chưa tới Hà Nội cái là bom rơi đạn nổ, coi như là các ông định đưa chúng tôi về hội thời kỳ đồ đồng đồ đá, mà bây giờ các ông bảo là
thiện chí hòa bình cái gì. Thế đến cái lúc giải lao này ra, bắt đầu Kissinger mới tới nói nhỏ với ông Lê Thọ, bảo là ông nói gì với tôi thì ông nói khe khẽ thôi, ông nói to thì cái cánh nhà báo nó tưởng là ông đang mắng người Mỹ chúng tôi đấy. Thì ông Lê Thọ mới bảo không, tôi chả mắng gì đâu, tôi nói lên sự thật và nói cái sự giận dữ về cái đối đáp với sự lừa đảo, nó là phải dùng những cái từ đấy, mà tôi nói cho ông biết là cái cánh nhà báo nói không bằng tôi đâu. Chứ ông cứ sợ nhà báo nếu mà nó nói còn nói hơn thế nữa. Cách đây mấy hôm thì ông bắt tay tôi bảo là chuẩn bị, cười nói là chuẩn bị là hòa bình, mà bây giờ là tôi về là ông ném bom lên đầu tôi, mà bây giờ ông cứ nói là làm sao mà bảo nói nhẹ với ông được. Nhưng mà Kissinger bảo tôi thì cứ tôi hiểu rồi, cái này thì tôi hiểu rồi. Nói chung là ông Lê Đức Thọ mắt mặt cái Kissinger này, thì chúng ta thậm chí là lúc mà ký xong cái hiệp định xong là trao đổi bút ấy, là coi như là ông Kissinger ông ngắn tay, ông người ngắn, ông giao là chưa tới cái nửa bàn, tức là hai hội đàm hai bên thì là đưa qua là trao đổi cái bút với nhau, tức là ông lưu niệm kỷ niệm cái bút này tôi cũng thế. Mà ông không tức là hai người đưa ra giữa bàn, ông Lê Đức Thọ đưa cái bút ra đúng giữa bàn thôi. Đấy, ông nhờ người ra đưa giữa bàn, ông kia thì không đưa giữa bàn, mà ý là ông Lê Đức Thọ phải nhau người gần hơn quá nửa bàn thì mới lấy được cái bút, đổi được cái bút của ông Lê Đức Thọ. Nhưng mà ông Lê Đức Thọ không cần, tôi mang đưa đúng giữa, tôi ngang hàng với ông chứ tôi không có phải khúng núng, tôi cũng không dưới ông, bây giờ tôi ngang ông. Mà khi mà đã thắng B52 rồi tôi còn trên ông, tức là đàm phán là trên cơ sở của chiến trường mà các bạn, chiến trường đã thắng rồi, mặt trận đã thắng rồi, thì bây giờ mặt trận ngoại giao là thắng luôn, chứ không phải là mà thắng bằng cái đầu, bằng trí tuệ, bằng trí óc và trái tim, chứ không phải là chỉ là coi như chỉ là những cái là cử chỉ đơn lẻ thông thường. Thế là cuối cùng là Kissinger phải nhào ra giữa bàn, ông thấp bé nhảy cân tùy ông việc của ông, nhào ra giữa bàn, đúng giữa bàn là ông Lê Đức Thọ bắt đầu trao cái bút và nhận cái bút, hai bên trao đổi lẫn nhau. Đấy. Thì qua đây chúng ta lại quay trở lại ông Lavrov, thì ông nói là cánh nhà báo tôi, bây giờ tôi làm thay cả nhà báo chứ nhà báo mà kể vô, ý thế các bạn nha, nói câu chuyện ngoài lề cho vui thôi. Thì trong cái cuộc chủ trì này thì là chỉ có cãi nhau thôi, bởi vì là một mình Nga và chống lại với tất cả coi như là phương Tây. Tại trong như hôm qua chúng ta phân tích là phương Tây là có nhiều, là cái châu Âu nó rất nhiều nước, nhưng mà toàn nước bé tí tẹo thôi, nhưng mà nó cũng là một phiếu. Đấy, cho nên là Mỹ đã biết cái sử dụng cái việc đấy rất tốt, sử dụng nhiều phiếu để áp đảo một phiếu, hai phiếu ví dụ thế. Cho nên là khi mà chúng ta nói là hai phiếu Nga và Trung Quốc thì không thể bằng 50 phiếu của Mỹ và phương Tây, không, bây giờ họ không cần. Bây giờ nếu mà nói hai phiếu của Nga và Mỹ thì nếu mà nói về diện tích thì nó là gấp không biết bao nhiêu lần là cái bên kia, còn nếu mà nói dân số thì cũng gấp không biết bao nhiêu lần luôn. Cho nên là đừng có nói về số phiếu, bây giờ phải làm lại thôi, phải xây dựng lại thế giới đa cực, chứ không thể là bây giờ ông Nga ông không phải là ông số một thế giới mà sau này ông cũng trên trời dưới đất với chúng tôi là không được, ông Trung Quốc sau này ông cũng trên trời dưới đất không được, và Mỹ bây giờ cũng trên trời dưới đất, qua rồi, thời đấy qua rồi. Thì bây giờ muốn có một cái sự thay đổi này là chỉ có bằng máu, và chúng ta đang chứng kiến tại Ukraine. Đấy là chúng ta nói qua chỗ Lavrov. Và hiện nay thì như chúng ta biết các cái xe chiến đấu Bradley của Mỹ cũng đã tung hoành, và hôm nay chúng ta nói là cái Challenger xe tăng của Anh cũng đã tung hoành trên đất Ukraine. Vì hiện nay thì Iran đang chuyển cho Nga là qua cái biển Caspian. Các bạn view bản đồ ra, các bạn thấy cái biển Caspian, tức là nó là một cái biển kín, tức là một cái hồ lớn mà nước mặn, thì nó gọi là biển Caspian này. Thì nó phía tây của Caspian thì nó có một số nước của Liên Xô cũ như là Armenia, Azerbaijan và Georgia. Đấy, còn phía đông thì nó có Kazakhstan và là Tajikistan. Còn phía nam thì nó là Iran và phía bắc nó là Nga. Thế bây giờ nếu mà Nga bây giờ đưa vũ khí thì cứ đi qua biển, đi qua cái biển này, chứ không cần phải đi qua Địa Trung Hải, không cần phải đi qua biển Đen, Azov, hoặc là đi phía bắc ở biển Bắc, hoặc là phía đông là Thái Bình Dương nữa, mà đi luôn từ Iran đi qua là đi qua luôn cái biển Caspian này, đi qua cái hồ. Thì hiện nay là đạn pháo tất cả đều qua đây hết. Thì hiện nay Nga đang mua của Ukraine, của Iran là có mấy loại là UAV, đạn và pháo và tên lửa. Thì chúng ta thấy cái hợp tác nó hiện nay là như vậy.
Còn hiện nay có một cái tàu cá của Nga không biết là bị bắn hay là bị cháy nổ gì ở cái chỗ gần Ulsan của Hàn Quốc ấy, thì hiện nay Hàn Quốc cũng đang cứu trợ, nhưng mà người ta đang không biết là anh vừa đánh ăn cướp vừa la làng hay là anh bên Nga nó bị cháy nổ thật và ông Ram cứu thật. Thì tất cả bây giờ nó rất là nhạy cảm, tức là lúc nãy chúng ta nói là cái Đông Bắc Á bây giờ cũng rất là nhạy cảm, cũng không biết là nó là cái gì nó xảy ra ở đây. Đấy, cho nên chúng ta cũng lại cũng phải xem, cũng phải là chúng ta cũng lại phải xem cái chờ xem cái chỗ này. Kết luận cuối cùng cái tàu cá này thì nó là cách Seoul khoảng 300 km về phía đông nam. Đấy, thì nó trong trên nó có 100 tấn cá. Thì ngày 25 tháng 4 là coi như là không biết là sao bị nổ, cháy nổ rồi bị chìm đấy. Thì Hàn Quốc hiện nay là cũng đang rất là thân với Mỹ, trước nay thì cũng là đồng minh, gọi là chư hầu đấy, nhưng mà bây giờ là cũng càng ngày càng thân thiết hơn. Và cái tổng thống Hàn Quốc vừa rồi là hứa với Biden là coi như là sẽ cung cấp đạn pháo cho Ukraine. Thì chúng ta biết là Triều Tiên và Hàn Quốc là xài pháo sướng lắm, tại vì nó có biên giới với nhau mà, chứ cứ câu pháo thì cũng chả cần phải tên lửa. Đấy, cho nên là hai bên là dự trữ vật pháo và coi như đạn pháo rất nhiều, mà cái đạn hiện nay là coi như là bên Ukraine là quá ít quá hiếm, mà các nước phương Tây tất cả dồn hết vót vát khắp nơi rồi không đủ, tại vì đưa ra là ông xài hết, đưa ra là ông xài hết, mà xài hơn cái mức mà người ta dự tính nữa. Đấy, cho nên bây giờ là gặp cái ông Hàn Quốc này nữa là rất là mừng. Ông Hàn Quốc hứa như thế là ông Medvedev nói luôn, nếu mà Hàn Quốc mà cung cấp cho bên Ukraine, tức là bên đối địch, thì Nga cũng sẽ cung cấp hạt nhân cho Triều Tiên. Đấy, cái gì nó cũng song phẳng như vậy, cho nên là chúng ta cũng nghe chúng ta biết thôi. Thì hôm vừa rồi thì tại thành phố Horenki của phía bên Ukraine thì Nga đã phá hủy được một cái kho dầu rất là lớn ở đây. Còn phía Ukraine thì nói là cái chỗ Kherson ấy thì cũng đã phá hủy được 13 đến 25 đơn vị thiết bị của Nga tại bên bảng Hạng. Thì Nga hiện nay ở khu vực Crimea cũng như là bên chỗ Sevastopol xung quanh Crimea, là xung quanh cái hải cảng đó và xung quanh Crimea luôn, thì người ta đã sử dụng các loại đồng hồ nhiệt để biết được là có các hệ thống máy móc tàu bè, tàu ngầm hoặc UAV cũng như là xuồng cảm tử nó có đỡ đói không. Thì hiện nay đang dùng cái thiết bị đó và để tăng cường cái phòng thủ tại Crimea. Và cái khu vực mà Kherson hiện nay là các cái đơn vị của, tức là các cái thiết bị khí tài của phương Tây đã qua rất nhiều, vì là nó có một cái ký hiệu là cái mũi tên mà có hai đầu là màu trắng nằm ngang, xuất hiện ngày càng nhiều ở các cái vùng xám hiện nay. Thì như thế là có báo hiệu cái sự tổng phản công sẽ bắt đầu. Tôi thì cái tin vắn hôm nay thì chúng ta cũng nói cũng tương đối nhiều và hơi lan man một tí để các bạn thông cảm, tại vì là khi mà nói thì nhiều khi nó nhớ được chỗ nào là mình nói luôn, chứ không thì là không nằm trong nghị sự. Rất mong các bạn thông cảm. Và video đến đây xin hết, và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Và các bạn nào và chưa đăng ký ủng hộ kênh thì các bạn đăng ký dùm. Còn các bạn nào mà đã đăng ký rồi thì các bạn có thể là comment hoặc like, cũng như là bấm nút chuông để mà nhận các cái thông báo mới nhất của anh Dũng Vision. Thì xin cảm ơn các bạn.